Tại diễn đàn, các đại biểu là các nghệ nhân, danh nhân và các nhà hoạt động văn hóa đã có những bài tham luận về di sản văn hóa cũng như vai trò gìn giữ di sản văn hóa trong thời đại thế giới hội nhập. Trong quá trình xây dựng đất nước phát triển thì việc gìn giữ văn hóa đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, nhưng đồng thời phải luôn gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Trong thời gian vừa qua thì Việt Nam đã có những thành tựu trong công việc bảo vệ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Tuy nhiên thì còn rất là nhiều những di tích lịch sử văn hóa đang bị xuống cấp, rồi các di sản văn hóa phi vật thể đang bị mai một. Thế mà trong cái công cuộc đó thì vai trò các nghệ nhân cực kỳ quan trọng. Nghệ nhân chính là linh hồn của các cái di sản, từ những cái di sản ở các cái làng nghề truyền thống cho đến những di sản trong các cái y học cổ truyền, y học dân tộc, rồi những cái thực hành tôn giáo tín ngưỡng. Trong những năm qua, nhiều nghệ nhân của Việt Nam đã và đang có những đóng góp lớn trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Họ là những người đi đầu trong các phong trào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Muốn để mà gìn giữ tinh hoa bản sắc dân tộc Việt Nam thì mình phải hiểu được một cái sườn, một cái cơ thước đo cơ bản thế nào là tinh hoa. Tôi đã từng tham gia nhiều diễn đàn, nhưng mà hôm nay tôi thấy diễn đàn tôn vinh tinh hoa này của ban tổ chức thực hiện rất tốt, rất hay, rất có ý nghĩa. Chúng tôi vẫn duy trì cái truyền thống là phối hợp cùng với cả các tổ chức xã hội thực hiện các cái công tác từ thiện hay là quan tâm đến các cái gia đình chính sách và nhiều hoạt động khác để cùng chung tay với chính phủ, với đảng và nhà nước là xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Tại chương trình cũng đã biểu dương và tôn vinh các cá nhân nghệ nhân có nhiều thành tích trong phong trào gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa.